cho chồng rể ngủ ở ngoài giữ mình trước. Tối cho cô ngủ quên cô nè. Thì qua sự giám sát của cô. Thôi giám sát. Đầu khi có nghe rụt rịch gì có giám sát gì không cô? Hôm nay cô ngủ trong cái trong giá trong buồng đó thì không có vô được. Sao cô biết vô không được? Cô gài cửa mà. Ở ngoài nó vô không được nhưng trong nó ra được à. Cô giám sát giữ nó chặt hơn. Thì cô tin con gái cô nó à, cũng à. Mình là Thúy Kiều, hãy tụi mình trên Speed Couple nha. Cô tên là Nguyễn Thị Hồng Tuyết, năm nay cô 59 tuổi. Cô quê ở Tiền Giang, hiện tại cô làm nội trợ giữ cháu ngoại. Tiền Giang là ở huyện nào cô? Cô ở thành phố Mỹ Tho. Rồi em trai. Dạ em chào anh Nguyên Linh, chào chị Lê Lộc, chào quý vị khán giả. Em tên là Hoài Thương, năm nay em 27 tuổi. Em cũng quê ở Tiền Giang. Tên dễ thương quá. Anh làm nghề gì? Dạ em là giáo viên. Dạ em làm rể của mẹ là hơn 5 năm rồi. Ồ. Ấn tượng lần đầu tiên mà cô gặp con rể tương lai như thế nào? Trước giờ này cô không thích chồng rể bốn mắt. Mà cái không phải gì, tại vì nhà cô ở vườn đó nó cũng có miếng vườn ruộng rồi cô nghĩ nó đem mắt kiến vậy chắc nó công tử lắm, không biết làm. Với lại nó con một là tại vì cô con đương gái à, cô cũng sợ nó theo chồng. Vì cô có ở mình, cô buồn đi. Ba mẹ ít nói lắm, em tưởng đâu mẹ khó lắm nhưng mà sau này quen rồi thì nói chuyện rồi thì mẹ cũng vui tính, mẹ gần gũi chứ không như lúc trước. Như vậy em có giới thiệu tên với mẹ nghe không? À, dạ có. Nó cô nghĩ giống con gái, tên giống con gái quá. Nó cũng hơi yếu ớt nha. Chắc nó yếu như cái tên nó vậy đó. Nhưng cuối cùng nó có yếu không? Cũng không yếu. Nó chơi thể thao cũng hay lắm. Nhưng mà cái tính cách đầu tiên mà cô nhận xét về chàng rể tương lai thế nào? Nó là người như thế nào? Nó cũng hiền, nó cũng vui vẻ, nó dễ thương, mà tánh nó nít lắm. Thường thường nó xin phép nó đưa con này về, đưa con gái cô về đi học đưa về đó. Lúc nó là sinh viên á, giả bộ nói là trời mưa cho con ở lại mẹ. Rồi có hôm thì nó nói thôi là bữa nay tối quá con không dám về mẹ, thì thôi nó ở lại nó ngủ, thì cô cũng cho nó ngủ, nó ngủ ở ngoài, hai mẹ con cô ngủ trong phòng để cho chồng rể ngủ ở ngoài giữ mình trước. Tối chứ cô ngủ quên cô nè. Thì qua sự giám sát của cô. Thôi giám sát. Rồi khi có nghe rụt rịch gì có giám sát gì không cô? Đây cô ngủ trong với con gái trong buồng đó thì không có vô được. Sao cô biết cô biết vô không được? Cô gài cửa mà. Ở ngoài nó vô không được nhưng trong nó ra được à. Cô giám sát giữ nó chặt hơn. Thì cô tin con gái cô nó cũng tin. Có tin chàng rể không? Trung tin cô cũng có nói phiên hai đứa là. Vậy giám sát làm gì? Mình sợ nhiều khi nó lấy mình. Cô phải giám sát nha. Khi nó lén rồi có dám cỡ nào thì nó cũng làm hết. Nói chứ tụi nó đi học chung thì nó có thể mình cũng đâu có quản lý nó những cái lúc nó đi vậy được rồi. Nhưng mà ăn thua mình cũng phiên nó, mình chỉ cho nó điều hay lẽ phải đó thì nó biết nghe. Em thích mẹ điều gì nhất? Dạ là mẹ vui tính lắm, dễ thương mà. Thôi cười dễ thương có duyên lắm á. Dạ giống như là nhiều lúc trong bữa ăn vậy đó, cái mẹ ngồi mẹ nói chuyện, cái tự nhiên em ngồi nhìn mẹ, cái mẹ ngồi mẹ cười nguyên buổi đó, mẹ khỏi ăn luôn á. Cười dễ gì cô? Nhưng nó ngồi nó nhìn xong cô thấy nó cũng mắc cười. Mắc cười dễ gì? Cái ý cô nói là cô lớn rồi cô nhai miệng mới mốm, mà sao mà nó nhìn cô rồi nó cười cô. Cô mắc cười nó cười luôn. Thường thường nó dùng mốm nè. Chứ không phải là cười không đâu, đúng không? Dạ không, tại mẹ cũng mốm giống em. Thấy chưa? Phát hiện đó mà. Cô thấy cô với anh hợp điểm nào nhất cô? Đúng món đó. Vui, vui vẻ rồi đi. Nó hay chọc cô với lại thích xem phim rồi vậy đó. Em thích mấy món ăn mẹ nấu lắm, nhất là canh chua với lại canh bí á. Mẹ ngộ lắm, mỗi lần mà nấu canh bí á, mẹ dành ăn xương không à. Mà em cứ ghẹo răng giả cứ dành ăn xương. Giống chơi mẹ vợ luôn. Cô nói lớn tuổi thôi ăn nạc thì cô ngán quá đi. Cô thích cô cặp xương ngồi cặp nó cứ cười cho hoài. Cặp mẹ hoài vậy có giờ mẹ giận không? Không có giận. Có khi có khi cười mà ăn không được với nó luôn. Cho nó hồi đây cô xúc tôi ra ngoài đi ngồi mẹ cười hoài thôi ăn không được. Ở nhà là cô với anh là không hợp nhau điểm gì? Có lẽ là ở cái tính của em là hay hơi hợt á. Ví dụ như em phụ mẹ làm cái gì á thì em tính là làm xong hết tất cả rồi xong rồi em mới dọn dẹp. Còn mẹ là muốn ngăn nắp, làm xong cái đó, rửa cái đó dẹp,
Còn em thì muốn gom lại một lần hết rồi mới dẹp. Cho nên là nhiều lúc là em làm xong rồi em để đó thì mẹ lại lại la. Mẹ nói sao không dọn dẹp cho nó gọn gàng. Nó bỏ tùm lum, ví dụ cô làm xong cái thớt là cô rửa cái thớt cô mắng trước. Còn nó dồn vô một thao nên cô không không hợp với. Dạ đúng rồi. Vậy sẵn đây cô kể một số tật xấu của con rể ra được không? Tật xấu nó là cô hay thích đi chơi, ham đi chơi. Đi cũng chở vợ đi chứ không phải là đi chơi mình nha. Với lại nó mê thể thao vậy thôi. Ngủ, tật ngủ kêu khó kêu. Sáng đi dạy mà cô phải kêu dậy đi dạy nè. Có lấy đồ báo giờ vậy đó mà còn nằm nướng vậy thôi. Tật xấu của nó là vậy. Nhường nít vậy đó hả? Không có đó cũng xấu, dễ thương mà. Thật là dễ thương mà. Có vợ em giận mẹ chuyện gì em không dám nói không? Dạ không. Thì nhà, ở trong nhà thì em với vợ có chuyện gì thì chia sẻ với mẹ. Còn có chuyện gì mà khó nói quá thì em nhờ vợ nói với mẹ. Sao em không trực tiếp nói chuyện với mẹ? Bởi vì anh thấy rằng giữa em với mẹ vợ rất thân với nhau mà. Nhưng mà em suy nghĩ thì vẫn có một số chuyện thì mình nên để vợ nói sẽ hay hơn. Có nào em chở mẹ vợ đi chơi không? Chứ thì cứ chở vợ hoài để mẹ nhà mình mẹ buồn không? Có lúc cái ấn tượng làm cho cô nhớ là nó. Ủa nó kêu cô đi coi phim mà cô thì hồi đó giờ cô không có thích. Cô không có đi nữa chứ không phải là không thích nha. Bữa đó nó dụ cô, nó nói là mẹ con chở mẹ đi siêu thị, mẹ thay đồ đi mẹ, con đi siêu thị mua đồ cho mẹ. Lúc đó vợ nó mới sanh được mấy tháng à. Rồi nó nghĩ chắc cô buồn á, nên nó cũng dụ cô nó chở đi siêu thị. Xong nó chở tuốt con bánh tre. Rồi cô ủa đi đâu vậy? Nó đi qua phim coi phim. Rồi cô nhớ cái phim thì đó là cái phim Nắng á. Cái cô xúc động cái đó là đó, cái phim coi bị xúc động lắm, là khô phim đó coi dễ khóc nữa mà lại thấy xúc động cảm động gì. Nó biết nghĩ tới mình. Nó nói là con chở mẹ đi, nói sao dụ mẹ nói mẹ đi chở mẹ đi siêu thị mà sao lại đi tuốt bên đây. Nói con chở mẹ đi cho mẹ đỡ buồn, hôm nay mẹ chăm sóc vợ với con cũng cực quá rồi. Cho mẹ đi xả stress. Coi phim Nắng thôi mà cảm động. Phim hả? Nắng. Phải mốt chở mẹ vợ đi coi phim Sai Nắng. Ủa chú đâu rồi cô? Chồng cô mất rồi, nó gái nó còn nhỏ, nó mới có 15 tuổi. Trời. Vì ở vậy nuôi con tới giờ luôn hả? Cũng ở còn ở chung bên chồng vậy đó, kế gia đình chồng đó. Bữa nào rảnh em chở má lên gặp anh nha. Dạ. Hả? Chi vậy? Có tham gia bạn mới hò cũng vui lắm. Được lắm á. Cái này chứ không có ông già nào cỡ cô. Con có cũng nhiều ông lắm á. Cô già mà bạn lắm tri rồi kỷ thôi. Thì bạn tri kỷ nhưng mà cô già quá, ông già nào người ta cũng có. Không có những ông cũng, cô đơn lắm cô. Cũng vậy đó. Mà cô thì còn con rể chở đi chơi, có những ông cô đơn á, con dâu ở đâu chở được đâu. Mà cô đơn nó cũng muốn kiếm người bánh tre đó. Vậy. Càng rể trẻ là hơi vụng về lắm á cô. Thì ba trong nhà mình có hay sửa chữa gì mà anh rể làm chưa cô? Đó thì cô cũng khuyên, cô cũng chỉ nó làm rồi nó tánh con nít lắm nhưng mà nó cũng biết nghe. Cô chỉ nó sửa làm gì đâu? Ví dụ cô chỉ nó, như cô kêu nó làm cái này đem để chỗ này thì nó đem để chỗ khác. Ở đây cô phải chỉ lại. Ví dụ cô mượn nó văng giùm cô cái xào đồ hay là cái treo cái chậu bông chỗ nào rồi vậy đó. Rồi nó làm khác ý cô rồi cái cô phải chỉ nó lại rồi sau này nó biết ý. Sáng tạo. Có mấy lần á mẹ khi em sửa bóng đèn xong rồi hư, thấy mấy lần sau mẹ không dám sửa. Rồi ai sửa anh? Còn ai trồng khoai đất này nữa? Dạ không, mẹ không có sửa mà em đi ra tiệm mới rồi ông thợ ông sửa em gì em treo lên thôi. Những việc nặng trong nhà ai làm? Dạ em làm. Đừng để mẹ làm nha. Có bao giờ nghĩ ra làm điều gì cho mẹ vui không? Hai đứa em là ví dụ như thường là hai đứa em người ta nói là khắc khẩu á, nhưng mà hai đứa em gây nhau một tiếng rồi thì thường sẽ làm quà để hai đứa nói mà. Hai đứa nhà có bên nào cũng con một, bây giờ hai đứa giận thì mẹ sẽ buồn. Đúng. Ở chung là mẹ sẽ buồn cho nên là hai đứa cố gắng làm quà. Em thấy là anh rất là thương mẹ ha. Phải có khi nào anh đi xa mẹ mấy ngày chưa? Nếu mà đi xa thì chỉ có là em với vợ em về quê thôi chứ là không có đi xa lắm. Về quê chồng nhỏ này đó, về quê ruột nó. Có khi nào mà đi mà nhớ mẹ quá không? Nhớ mẹ thì có cái mẹ đi chơi với cơ quan mấy ngày. Thì hai đứa ở nhà nói chung là chăm hai đứa mệt luôn á thì nhớ tới mẹ ngồi nhắc hoài. Trời ơi. Gì kỳ vậy? Không à, nhà cháu chăm con nó mệt của nó nhớ mẹ để có mẹ về chăm con. Mẹ đi chơi với cơ quan, mẹ đi Phan Thiết xong cái mẹ chụp hình của mẹ, mẹ in vô áo, mẹ in vô hai cái đem về tặng hai đứa. Mẹ nói hai đứa có đi chơi đi đâu cũng có mẹ đó để mẹ giám sát hai đứa. Mai mốt về á em may cho mẹ mấy cái áo hình con em lên đó đó
nhắc nhở mẹ đâu nhớ về chăm cháu. Rất dễ thương, chúng ta xem vợ em sẽ nói những điều gì giữa hai mẹ con nha. Chuyện mà khiến cho em khó xử với chồng và mẹ đó là cái tập kêu mà không có làm liền của anh á. Anh mẹ nhờ anh cái gì anh cứ từ từ rồi xong rồi tới giờ đi làm anh đi làm luôn, anh quên luôn anh không có làm. Rồi mẹ em buồn, mẹ kêu lần không được rồi thôi mẹ im mẹ tự làm luôn à. Cái mẹ nói với em ở giữa rất là khó xử. Cái tật thích được khen của anh, anh như con nít vậy đó, làm cái gì sai á thì chịu nhưng mà giỏi á, thì muốn được mẹ khen. Mẹ nói là mẹ ghi nhận đó thôi, làm gì tốt mẹ ghi nhận đó thôi, là chứ mẹ không có khen. Em chỉ mong anh thay đổi, đó là mẹ biểu mẹ nhờ anh làm cái gì thì anh phải làm liền. Mẹ thì chịu khó khen chồng con một chút, với lại mẹ bớt ôm đồm lại, nhờ tụi con chia sẻ, mẹ kêu tụi con làm phụ, chứ đừng có không tin tưởng cái ôm đồm làm một mình. Mẹ mệt, rồi em ra là không vui, mẹ chia sẻ cho hai đứa con phụ mẹ, không rồi cả nhà mình cùng làm, cùng vui. Con gái ruột nó dễ thương quá, có chuyện gì mẹ kêu tụi con làm, đừng làm mình mẹ mệt, mà kêu nó quên. Không, cái tính của mẹ em là vậy nè anh. Mẹ hay giống như là không có tin tưởng. Mẹ muốn vì chị cũng tốt hết, giống như là nấu ăn thì một mình mẹ làm hết, mẹ không cho ai làm gì hết. Ôm đồm nữa ha. Dạ, mẹ ôm vô hết trơn à. Bữa nào nó làm phụ thì phải hỏi nha, con rửa kỹ chưa, rửa mấy nước lận, con có ngâm muối không. Thành ra cô ít khen lắm hả? Cô thì có những cái nó cũng là nó giỏi mà, cô nói thôi lớn rồi khen gì. Cô mẹ ghi mẹ để bụng được rồi. Nhưng nó khoái khoái khen. À, đúng rồi, cô phải khen nó như nít vậy, nó khoái khen á, từ ngày tới cô sẽ khen cho khen cho nó vui. Nhớ mẹ kêu làm liền để quên nha. Dạ. Đâu khen nó tiếng đi cô, đợi nữa làm liền cô. Coi cô nhắm cái gì đó vậy, nó làm hay cô khen nó thương tiếng coi. Ủa, hồi sáng này đi có dặn trước cô chạy, con chạy chậm chậm thôi thì cô khen nó, nay nó không có chạy nhanh. Thôi chạy nhanh cô sợ lắm. Ủa mẹ con từ dưới quê lên đây đi xe máy luôn. Trời ơi. Cô thì cô ngồi sau mà nó chạy nhanh là cô sợ lắm. Cô mới nói con chạy từ từ, ngồi sau cứ nhắc nó chạy từ từ thôi con, từ từ nha. Mai mốt thì nè cô đừng cho nó để cái chân vô thắng, cô để vô thôi. Cô ngồi sau để chân thắng nè, phải nó chạy cô đạp, cô chạy nó đạp. Cái đạp về chắc té quá. Hả? Chân mẹ ngắn quá mẹ đạp không tới. Trời ơi, chê chân mẹ ngắn. Nó chê cô nhiều, nó chê cô nó thắng hết à. Không, nó vui đó cô. Chê lùng, chê ngắn. Nói vậy nó trong nhà nó mới có niềm vui ha. Tính ra những cái đùa vui như thế đó nó tạo nên tiếng cười. Cô cười đi cười, đừng có chọc cười hoài càng mớm cười. Cô có muốn con rể của mình thay đổi điều gì trong gia đình hay không? Cô chỉ muốn nó thay đổi là tính nó còn nít ra, giờ cô muốn con nên là chững chạc hơn chút nữa, thì có hai đứa con rồi. Thì với lại con bớt đi chơi lại ở, để dành thời gian cho vợ cho con. Con này cũng không đi chơi gì nhiều, nó đi chơi như giờ đi uống cà phê rồi bạn bè vậy à, chở vợ đi tối tối nào cũng đi. Tại nó dậy cả ngày cũng mệt lắm cô, cần phải nên đi chơi, có chở vợ đi là bởi vậy rồi. Cô mới nói là đi dạy về mệt là cái đi thể dục có sức khỏe tốt vậy đó, rồi về cái rồi đi chơi. Dạ. Nói sao con không mệt ha, con không nằm nghỉ. Mẹ mà có thời gian vậy là mẹ nằm nghỉ rồi ngủ, rồi nó đi chơi làm chi mệt quá. Ở khi nó ném nó muốn cô đi ngoài, cô nó thôi làm biếng lắm, tối rồi là mẹ ở nhà mẹ không đi đâu hết á. Rồi em có muốn mẹ cái gì không? Em muốn mẹ là bớt ôm đồm mọi việc lại chút xíu, chia sẻ ra cho cả nhà cùng làm, rồi sau đó mình cùng nhau nghỉ ngơi, như vậy nó sẽ tốt hơn. Chia sẻ đừng có quên nha. Rồi cảm ơn cô rất là nhiều. Cảm ơn trai. À, mình hứa gì nãy giờ đi. Dạ con hứa với mẹ là con sẽ trưởng thành hơn và chăm sóc cho gia đình mình tốt hơn. Em cũng muốn cảm ơn mẹ là dành hết thời gian bên con bên cháu và chăm sóc cho gia đình em, để gia đình em ngày một hạnh phúc hơn. Mẹ hứa với con là mẹ cũng chia sẻ công việc với con, với cũng lớn tuổi rồi không có làm nhiều được nữa. Để gửi một cái món quà tặng gia đình để khi mình xem chương trình mình nhớ vừa lên Lộc nha. Chúc gia đình thật là vui nữa. Bà Xui ở Huế. Thế mà chị Mười ơi, bây giờ con em nó 34 tuổi rồi, mà bây giờ con nhà em nó cũng hiền lắm, mà chị em có hai thằng con trai. Thế bây giờ thằng này 34 tuổi chưa có vợ thì chị xem như thế nào gả cái mận cho em. Thế em cũng ưng nó lắm, bảo nó còn ít tuổi, bảo ít được, em cũng hợp dâu ít tuổi. Em cũng hợp dâu ít tuổi thôi. Thế đâm ra là về thì nếu mà ít thì em dạy, nếu mà dài thì em dạy nhiều,
Mà khôn thì em dạy ít, chỉ cái yên chí thì làm dâu em cũng được đấy. Là Phạm Thị Bền, năm nay là 61 tuổi. Tôi ở quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay tôi rất vinh dự được lên tham gia Mẹ Chồng Nàng Dâu. Trước mắt nhất, xin chào hai MC Quỳnh Linh và Lê Lộc. Và xin chào khán giả trường quay Mẹ Chồng Nàng Dâu. Dạ, em xin mời chị giới thiệu về mình nè. Em năm nay 27 tuổi. Dạ, tên là Nguyễn Thị Mừng. Làm dâu của mẹ được 7 năm rồi. Thế nên nói là 7 năm. 7 năm. Dạ. Em là người ở đâu nhỉ? Dạ, em người Huế. Người Huế hả? Dạ. Còn cô là người ở đâu? Quê cô là ở Lạng Sơn nhưng hiện tại cô đã ở thành phố. Lâu rồi đúng không? Lâu rồi. Là giữa hai cái vùng miền nó cũng có một vài cái khác biệt ha. Ngày đầu tiên mà cô gặp con dâu tương lai của mình, cô ấn tượng điều nhất với con dâu? Cái năm 2011 thì con trai cô nó đã lớn tuổi rồi. Thế cô cũng cứ giục bảo là con ơi, con lấy vợ đi, bây giờ đừng có để thời gian nữa, mà một mình con buồn lắm. Thì cứ giục. Thế là con trai cô cũng có nói là mẹ ơi từ từ, bây giờ con tìm một người con thích người ta, nhưng người ta không thích con thì lấy đâu ra mà tìm được. Thế hôm năm 2011 tháng 5 thì con trai tôi nó có đưa bé Mận này về. Thì đang ngồi đây, thì đang ngồi trong phòng, thì tôi mới hỏi là cháu ơi, cháu làm dâu bác đi. Thế bé Mận mới bảo là cái này chuyện người lớn, cháu chưa dám hứa với bác, bảo thôi làm con dâu bác đi, bác dễ tính lắm. À, làm con dâu bác là con trai bác ế rồi. Bác rất thích con trai bác lấy vợ. Thế thời gian trôi đi là cũng phải một năm. Thế bác cứ bảo là Thành ơi, sao con lại không rủ cái Mận về. Thế là con cô nó cũng nói với cô là bây giờ Mận nó không có thích con thì lấy đâu ra mà đến với nhau được. Thế hay là thế tôi mới nói với mà hay là con tán khéo, con không biết tán gái hay sao ấy. Nếu con không biết tán gái con bảo bố chỉ cho vài chiêu. Thế là mới hỏi con bảo là thế bây giờ mẹ cái Mận con có số không? Bà con có. Thế rồi có gì con cho số điện thoại của bà Xui, đưa đây mẹ hỗ trợ cho con. Thì lắm lúc xong rồi cứ nghĩ là cứ bảo thôi, lắm lúc điện ra chị Mười, bà Xui ở Huế. Thế mà chị Mười ơi, bây giờ con em nó 34 tuổi rồi, mà bây giờ con nhà em nó cũng hiền lắm, mà chị em có hai thằng con trai. Thế bây giờ thằng này 34 tuổi chưa có vợ thì chị xem như thế nào gả cái Mận cho em. Thế em cũng ưng nó lắm, bảo nó còn ít tuổi, bảo ít được, em cũng hợp dâu ít tuổi. Em cũng hợp dâu ít tuổi thôi. Thế đâm ra là về thì nếu mà ít thì em dạy, nếu mà dạy thì em dạy nhiều, mà khôn thì em dạy ít, chị cứ yên chí thì làm dâu em cũng được đấy. Chị cứ im, chị không có nói gì cả. Thế là thời gian trôi đi xong, đến năm 2012, thì là 2012 thì bé Mận về. Bé Mận mới bảo là thế về thì trong lúc đó về hai đứa chúng nó đã yêu nhau như lúc nào, tình yêu của chúng nó như gián điệp ấy. Đâm ra mình cũng không có biết như thế nào là chúng nó đến với nhau như thế nào. Hóa ra chúng nó đã yêu nhau, để ý nhau mấy năm rồi mình cũng không có biết. Nhưng mà sao thời gian yêu nhau mà để mẹ lo quá, không ai nói cho mẹ biết cái chuyện gì. Tức là yêu gián điệp đó. Tình yêu của chúng ta là kinh khủng lắm, gián điệp lắm. Sao vậy em? Dạ, đại khái hồi đấy em nhỏ anh ạ. Hồi đấy em có 18, 19 tuổi thôi. À. Dạ. Cũng còn nhỏ nên là cũng ngại. Khi đấy chồng em còn hơn em 12 tuổi á. 12 tuổi rồi. Dạ. Nhưng chồng em có người yêu gì trước chưa? Có những cái quá khứ gì em ngại gì không? À, dạ, có. Chồng em thì có một đời vợ rồi. À, dạ. Vậy à. Dạ. Rồi có con chưa? Dạ, có. À, dạ. Tức là chồng có con riêng rồi. Dạ. À, chính điều đó nó đã gọi là kéo dài cái tình yêu của, nó làm khó khăn cho tình yêu của em đúng không? Dạ thì cũng có một tí, nhưng kiểu như bọn em thương nhau thì em lại gạt cái đấy qua, không có nghĩ là anh có vợ hay là này kia hay có con riêng, là kiểu như em không có để ý tới. Dạ. Những cái điểm gì mà hai mẹ con hợp nhất khi về làm dâu với nhau? Nói chung là cái phần hợp ấy thì theo tôi nghĩ thì tôi cũng lúc nào tôi cũng chủ động để cho con dâu nó thoải mái hơn. Thì lắm lúc con nó không biết cái gì thì tôi cũng cứ nói. Lắm lúc ăn uống hay cái gì thì tôi cứ bảo thôi rau cỏ dọn ra ăn uống thì thôi, bảo thôi Mận ạ, mẹ con mình tính rồi, thịt thà ăn ít cũng được nhưng là rau cỏ cứ vơ hết vào miệng đi, để cho nó gọn mà đỡ phải dọn, mà lại cũng là trẻ lâu con ạ, thế không có quan trọng. Nếu mà về cái chuyện ăn cũng là hợp nè. Hợp nè. Quần áo
Quần áo thì quần bé áo này hợp. Thì cũng hợp, nhưng mà ăn mặc cái kiểu dạng như là đời mới bây giờ, màu đen hơn, màu đen hơn. Dạ. Nhưng mà mình cũng thích, mình cũng thích sở tin. Có chơi Facebook chung không? Có. Dạ, có. Có like không? Like chứ, like rất là nhiệt tình luôn anh. Có comment không? Có. Comment có luôn. Có cái nào mà comment mà mặt buồn rơi nước mắt không? Dạ, không. Vui là nhiều. À, vui là nhiều. Chị cho em hỏi tí là ở nhà hai mẹ con mình hợp nhau điểm gì nhất? Nhiều lắm, như mẹ cũng cởi mở. Cái gì kiểu như cái gì mà chị không biết thì chị hỏi mẹ. Xong rồi như món ăn á, chị là người miền Trung. Như hồi đầu mà về nấu ăn á thì cái gì chiên bỏ ớt, thế bố mẹ đâu có ăn hợp, xong mà mẹ mới kêu là nấu thì không có ấy, không có bỏ ớt nè con ạ, kiểu như muốn ăn ớt thì làm một chén nước mắm riêng. Xong như mẹ cũng nói, xong rồi mình mới hiểu, xong rồi mình mới làm như thế. Vì trong ở nhà mình có điểm nào mà khó khăn hay là điểm gì không hợp nhau giữa hai mẹ con? Trong khó khăn thì cũng chẳng có cái gì khó khăn cả, nhưng mà em nó cũng còn trẻ thì lên lúc mà là về cái cách ăn uống hay là có một lần ấy thì là năm đầu tiên thì là lấy về thì là mình lại hay gói, mình người Bắc nhưng mình lại biết gói bánh tét. Thế là mới gói cái năm mới là gói bánh tét, thì mới bảo năm đầu tiên thế con dâu rồi mới bảo thế mẹ con học gói mà con gói cẩn thận đấy nha, nếu mà bục ra là chỉ mẹ con mình ăn thôi nha, không có được khoe với bố nha, khoe với bố là ăn roi đấy, ăn đòn đấy. Thế hôm ấy gói sao cái bục nó ra tuột toét ra, thế là hai mẹ con mới bảo con ơi ăn đi, đừng có cho bố biết, bố mà biết là chết đấy, chứ không có phải gì đâu. Thế là hai mẹ con ăn luôn, ăn hết cái bánh tét luôn. Thế xong rồi có một chuyện nữa, thì cái hôm ấy là chúng nó đi chơi thì chồng nó không có đi chơi, chỉ có mình mấy con dâu mấy đứa con riêng nó trước ấy, thì ba mẹ con đi thì bắt đầu nàng mới trèo lên cái chỗ cái chỗ mà ấy, kiểu đầm sen ấy, cái thác ấy, đầm sen nước á, đầm sen nước ấy, thì hai trên kia là phi xuống mạnh lắm, phi xuống xuống, mình ở dưới mình nói Mận ơi, con làm cái gì đấy, con muốn chết hả, nếu mà con bị sao là mẹ chết luôn đấy. Thế là nó bảo mẹ ơi mẹ yên chí, con không có bị sao đâu. Rồi xuống nó bơi tùm lum ở dưới hồ ấy, sợ quá về hết hồn, đâu có nói được cái gì. Thế là về em bảo sợi trước con học bơi hoài, mẹ khỏi phải lo con. Thế hai mẹ con cũng vui hả? Cũng vui, đi chơi nhau mà, tâm sự với nhau hả? Đúng rồi. Có chuyện gì nói hết với nhau nghe không? Có chứ. Cái gì em nói với mẹ? À, cái gì cũng nói được hả? Dạ. Chuyện gì giận hờn mẹ có nói không? Có. Giận hờn thì ít, vì như em với mẹ ít khi giận hờn á. Trong gia đình ấy là hai dâu ở cùng nhau mà tất cả là 13 người. Thôi. 13 người là ăn chung hết, tức là dâu lớn nấu hôm nay mà dâu bé nấu mai, tức là so đây bỏ lại các con nấu cái gì là mẹ ăn cái đó. Ủa, hay gì ta, hay coi là ăn chung hết đấy, tức là gia đình là gọi là ba thế hệ đấy, ba thế hệ luôn, tam đại đồng đường đó đúng không? Đúng rồi. Thế đâm ra là giữa chị dâu mới em dâu là rất đoàn kết. Nhưng phải... mà hay nhất là do người mẹ hoặc là người bố trong gia đình đó cách quản lý, cách chia sẻ để sau 13 con người này không bao giờ xảy ra mâu thuẫn, mà có mâu thuẫn thì cũng giải quyết liền luôn 15 phút. Ồ, oh, hay là hay cái đó. 30 giây. Có bao giờ là nóng tính lên rồi la người này la người kia? Có chứ. Có lần mình để tiền một chỗ, xong rồi tự dưng là tiền mình nó không có cánh nó lại bay. Thế là tự dưng là đi tìm hoài không có thấy đâu. Hóa ra là mình lại lộn, mình để một góc thì nó lại sang một góc. Thế là đến lúc mình đi tìm, hôm ấy lại đi chơi mình mới bảo là hôm ấy định xuống Tiền Giang chơi thì mới vào lục ra là không có thấy tiền đâu cả. Quanh đây còn lại mình lại để một chỗ, mình cũng bảo tao nói mấy đứa mày nhá, hai vợ chồng Thanh với hai vợ chồng cái Mận là phải cả nhà cả mấy đứa cháu về đây, xuống đây ta xem như nào, đứa nào mà không tìm ra chỗ tiền cho mẹ nó đừng có mà trách, dọn ra ngoài ở hết, không có đứa nào ở chung với tao nữa, một mình tao khác ở với bố mày thôi. Mà nhiều tiền không mà làm dữ vậy? Nhiều hay ít nhưng mà mình phải làm quản lý cái trật tự cho nó rõ ràng. Dễ trong sợ. Gia đình nó phải rõ ràng. Đúng rồi, cuối cùng mấy đứa này nó buồn. Buồn chứ. Nó buồn xong mình mới bảo là thôi mẹ tìm thấy rồi, có gì là mẹ xin lỗi các con, mẹ để chỗ này nó ra chỗ kia rồi. Thế đó mà mẹ xin các con, xin lỗi các con là các con phải ở với mẹ chứ các vậy con mẹ là... đi. Mẹ đi với bố đi chơi. À. Ai ông bà may đi mà chơi. Nó không giận nó đi luôn á. Nó đi luôn mẹ khóc sao? À. Thường là trong nhà chị, hai vợ chồng có khi mà gây lộn với nhau á thì mẹ là người giải hòa hả? Mẹ cứ như cái cưng chồng, á, mẹ gọi là quanh đi quẩn lại mà vợ chồng nó cãi nhau ấy là nó gọi mình. Mẹ ơi cái Mận như thế này.
Bởi vì tại sao chuyện ấy thì cũng chẳng có gì, vợ trước vợ sau rồi, lắm lúc là con kia nó đã bỏ rồi nhưng mà thỉnh thoảng nó đến thăm con. Thì lắm lúc cũng việc mình mới bảo thế không có sao. Con ấy là được mẹ chọn chứ không phải là cái gì cả, mẹ ưng con mẹ cũng có cái phần trách nhiệm với con. Chứ đâu có phải mẹ bỏ con đây, nó để họ đến em chị đến thăm là cái quyền của chị thôi, chứ là không có dính dính. Bởi vì đã bỏ nhau 5 năm rời rồi, không có tình cảm gì nữa đâu con ơi. Bởi vì cái hết duyên với nhau rồi. Bây giờ con đến với mẹ, trước khi con đến với mẹ là mẹ chấm con rồi. Nếu có hay có dở có hay là mẹ cũng có một phần trách nhiệm ở đấy với con. Con khỏi phải kiểu nghĩ cái gì lăn tăn gì, hay nó hết duyên hết nợ ấy là con cứ yên chí ở với mẹ, con không có phải lo cái gì cả. Em là mấy cháu? Dạ em ba. Ba sáu năm mà ba đứa. Gái hay trai đủ hết hả? Dạ không, em con gái hết. Con gái hết hả? Dạ, giống anh Quyền Linh đó. Anh em mình giống nhau. Sao chú muốn nói gì? Không á, dễ thương lắm. Không mà qua cô cũng bảo là lần này con đừng có sinh nữa, con trai con gái cũng được. Để nhiều con không có được đi chơi lắm, lúc mẹ đi chơi con lại vướng mắc con không được đi chơi tội nghiệp con lắm. Lúc ở xóm mà giết họ làm tất niên hết, con cái là không được ăn đúng này đúng mẹ là cứ mệt. Ra mệt lắm, cứ phải hẵm con. Bây nhưng giờ vậy, con cái chăm sóc mà con cái đông như vậy á thì nó có ảnh hưởng với mẹ con gì, có cãi nhau việc chăm sóc con không. Cháu không? Dạ không, cô này thôi nhưng mà hai đứa kia đi học anh ạ, hai đứa lớn đi học rồi. Em chăm sóc bà chăm sóc? Dạ em hỗ trợ nữa chứ. Như không, nhưng em là hay đi giao hàng thì mẹ nhà mẹ phụ em. Trong nó 7-8 tiếng, 3-4 tiếng mỗi cái đêm nó mới về đấy. Bà quát cháu mà không, về. Bà lại hợp với trẻ con. À. Bây giờ vẫn có một đêm mà vẫn có một đứa ngủ cùng mà. Ủa? Đêm pha sữa, bây giờ nói thật mê Quỳnh Linh và Lên Lộc quên mất mùi của ông nội rồi. Bởi vì tại sao toàn ngủ với cháu nhiều, đâm ra ngủ với ông nội bây giờ không ngủ nổi nữa. Trời ơi. Nói thật trên chương trình này á, bởi vì ngủ với ông nội cái hơi của ông nội bây giờ nó khác với hơi của cháu rồi. Mà tội ngủ... nghiệp, tội nghiệp ông nội. Bây giờ phải bữa nào hai con phải tổ chức cho mẹ ba đi, mẹ ba mẹ đi Đà Lạt chơi. Tổ chức. Hè đang định là hè đi đấy nè. Đi khoái không? Khó. Tìm hơi. Tìm hơi ấm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nghe chồng em nói gì. Những ngày đầu tiên vợ con về lấy con về làm dâu với mẹ và sống chung với gia đình mình, mới lấy nhau về thì con cảm thấy hai vợ chồng thì nhiều lúc cũng có chuyện hai vợ chồng xô xát, chưa hiểu được nhau rồi dẫn đến cãi nhau. Mà những lần cãi nhau đấy thì mẹ luôn luôn bên cạnh vợ con, bên vợ con nhiều hơn con. Thật ra nhờ có mẹ mà chuyện vợ chồng con cãi nhau thì được mẹ an ủi vợ con nhiều nhất để cho vợ con đỡ bị tủi thân. Hôm nay tham gia chương trình này con không biết nói gì hơn, con chỉ mong mẹ và vợ và gia đình mình có nhiều sức khỏe và luôn luôn vui vẻ. Sau những cái điều đó thì hôm nay cô có muốn con dâu mình thay đổi điều gì để cuộc sống gia đình nó tuyệt vời hơn nữa không? Qua cái chương trình này ấy, thì tôi muốn là vợ, nói chung là con dâu nó tuy rằng ít tuổi nhưng mà được cái là đầu óc của nó cũng thông minh. Nói chung là mới làm dâu của gia đình tôi 6 năm nhưng mà cái cách sống là nói chung là Nam hay Bắc hay là Trung là nói chung là cũng hòa hợp, mà đại khái là cái gì cũng biết học hỏi thì cũng không biết khuyên cái gì nữa. Mà thấy con nó cũng thông minh rồi, cũng chỉ mong nó làm nào là hai vợ chồng nó bớt cãi nhau đi. Nói chung là giữa vợ giữa chồng thì tôi cũng không có thiên vị ai cả, mà cứ 50-50 chồng. Bởi vì tôi nghĩ, tôi cũng vẫn nói với các con tôi là vợ chồng nó là bạn đời với nhau, phải biết tôn trọng lẫn nhau. Vợ tôn trọng chồng thì chồng cũng phải biết tôn trọng vợ. Nhưng mà khuyên bé mặt này thì nói chung là sửa soạn một chút để cho nó đẹp đẹp một chút. Đại khái là không có lên ăn mặc gọn chút. Cũng gọn rồi nhưng mà mẹ cũng vẫn thích con đẹp hơn, bởi vì mẹ cũng rất thích đẹp. Chị, còn với chị không biết là chị có điều gì muốn nói với mẹ không? Qua chương trình này thì con cũng muốn nói là
như mẹ hay nóng tính thì mẹ ít nóng tính lại, vì mẹ lại có bệnh huyết áp. Sợ mẹ mà nóng tính thì sợ là cái gì á. Dạ, chứ không có gì cả, mẹ rất là cởi mở, nên chỉ mong là mẹ bớt nóng tính lại thôi. Dạ. Rồi, rồi mẹ lại hay quên. Cảm ơn cô rất nhiều ha. Rồi, một kỷ niệm gửi tặng cho gia đình. Chúc cho gia đình mãi mãi hạnh phúc và yêu thương nhau, đặc biệt là thành công trong tất cả mọi công việc.